Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã trải qua một khoảng thời gian thanh xuân rất dài. Đó là khoảnh khắc khi bạn đi cùng bạn bè cắp sách đến trường. Khoảnh khắc rạng rỡ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, trở thành một người phụ nữ thành công trong công việc. Hạnh phúc bên gia đình. Với những tiếng cười của trẻ thơ, áp lực về những con số và cột mốc trong cuộc đời lên người phụ nữ là rất lớn. Không ai hay điều gì có thể đặt làn da của bạn những mốc thời gian. Chính bạn, những người phụ nữ độc lập, tự chủ, hiện đại sẽ quyết định tuổi tác làn da của mình. Chào mừng bạn đến với Vương quốc Ohui, vương quốc của tuyệt tác kim cương, nơi tôn vinh vẻ đẹp của sự tôn nghiêm, cao quý, vương quyền, quân chủ và vĩnh cửu theo thời gian. Với các thành phần quý giá, hoa mộc lan, tinh chất chống lão hóa tận sâu từng da trong cùng. 2006, phòng nghiên cứu khoa học làn da LG bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu đầu tiên hoa mộc lan. 2007, công khai kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học Hàn Quốc BJD. 2014, tiến hành nghiên cứu về chống lão hóa chuyên sâu. 2020, phát triển thành phần Magnolon, thành phần cấu tạo tầng sâu nhất của da. 2021, áp dụng vào The First Diadem. Dầu hoa hồng tinh khiết ủ trong 432 giờ. Cara kim cương. Cùng với hiệu năng tinh túy kế thừa từ The First Geniture, kỹ thuật Transkin giúp thành phần hiệu năng thẩm thấu sâu hơn gấp 5 lần. Signature 29 Cell TM đánh thức tế bào gốc ngủ quên, tái tạo lại 29 nhân tố tăng trưởng. Các thành phần quý giá đến từ những nguồn năng lượng đỉnh cao, tạo nên tuyệt tác kim cương, The First Diadem. Cuộc sống bạn trở nên vương quyền và quân chủ như kim cương quý giá, sáng chiếu mọi góc nhìn. The First Diadem, tuyệt sắc kim cương, thanh xuân vĩnh cửu. Xin được chào mừng tất cả quý khách hàng đang tham dự sự kiện âm nhạc trực tuyến đầu tiên của Ohui Việt Nam. Ra mắt tuyệt phẩm Ohui The First Diadem Solitaire Cream, đảo ngược dấu vết thời gian, tuyệt sắc kim cương, thanh xuân vĩnh cửu ngày hôm nay.